Vâng, xin chào mọi người đang xem video trên kênh âm thanh của Triệu Phát. Tiếp tục nên giới thiệu đến các bác một bộ dàn nghe nhạc của hãng Onkyo có mã là FRV77. Bộ dàn hàng bãi nội địa của Nhật mới về. Tình trạng là còn chạy full tất cả các chức năng như là đĩa MD, đĩa CD, có AUX, radio, FM, full tần số 108. Đặc biệt là có giải mã không mồi để cho các bác có thể kết nối từ TV đời mới để nghe nhạc trực tiếp qua dàn âm thanh cho chất âm rất là hay các bác nhé. Về hình thức của bộ dàn thì còn khá đẹp các bác nhé. Loa về đủ cả hai lưới luôn. Đây, Onkyo chữ vàng. Hai lưới còn đẹp luôn, không có bị rách. Cặp loa model là DV77 thì bộ dàn cũng là V77 các bác nhé, dàn và loa chung cùng một bộ luôn. Sở hữu loa bass là 13 cm, bass 13 cm, màng màu đen kiểu da chăn, gân cao su còn rất bền, một check đom mũi lụa. Ở bên trong loa này có phân tần chất lượng các bác nhé. Đây là cho chất âm nghe khá là hay trong tầm giá. Cả hai chiếc loa vẫn còn đẹp luôn. Loa vân gỗ màu vàng nhìn rất là nổi. Vân gỗ sáng màu. Đây em sẽ quay gần để cho các bác quan sát cho nó rõ này. Đó. Check đòm cho tiếng check đánh rất là sáng. Nguyên zin từng con ốc các bác nhé. Loa màng đen bóng. Âm ly dàn Onkyo với thiết kế là khá là gọn gàng, kiểu dáng nằm rất là hiện đại. Tuy nhỏ gọn nhưng mà tích hợp rất nhiều chức năng để cho các bác sử dụng. Đây là cửa đĩa MD. Đó. MD thì đĩa này hàng về thì có một cái đĩa của Nhật, bên Nhật người ta vẫn để vào trong này nhé. Bác nào mua thì em tặng luôn. Để cho các bác về ghi đĩa. Hoặc là ở trong này nó là tiếng Nhật nên các bác có thể ghi sang đĩa những bài hát mà mình yêu thích. Line in, vừa rồi em test qua đường line in nhé, đèn rất là sáng, có hai đèn tia đánh theo nhạc chữ vàng. Các chế độ ấn vào đây thì nó sẽ chuyển sang chế độ CD này. Ở bên trong đã có một chiếc đĩa CD MD này, tiếp đến là FM này. FM có full tần số 108 các bác nhé. Đợt này bắt nó rất là khỏe luôn. Để cắm sợi dây anten ở phía sau vào nó đài bắt được luôn. Tiếp chuyển chế độ line in, quang in, tap. Tiếp đến là CD. Đó, đây là ra CD. Ở bên trong cũng có một chiếc đĩa bằng tiếng Nhật vẫn đọc tốt, rồi em cũng tặng luôn cho bác nào mua bộ dàn này một chiếc đĩa CD và một chiếc đĩa MD để các bác về nghịch.
công tắc bật tắt nguồn. Đây là chuyển chế độ Molo này, Shifter này. Đó, các chức năng này vẫn còn hoạt động tốt này. Ngoài ra còn có do chế độ như là ghi đĩa CD hoặc là MD. Đấy, các bác về nghiên cứu nhé. Em không có thời gian để test các chức năng này. Đây là dò đài này. Next, để dò tần số này, quay lại này. Auto Molo. Đây là chuyển bài hát. Xoay trái xoay phải để chuyển bài hát. Volume to nhỏ đây. Mặt trước của dàn còn rất ok các bác nhé. Và đây là phía sau của bộ dàn Onkyo V77. Loa còn đẹp góc cạnh luôn này. Về thông số của cặp loa Onkyo DV77 có công suất là 70W một chiếc, chiều kháng của loa là 6 ohm. Đây là sản xuất tại Malaysia. Số CD đây 5856. Cầu bắt dây loa đây các bác nhé. 5856. Về thông số của cục dàn Onkyo. Đây là đường bắt để bắt loa đây các bác nhé. Và có đường súp bao này. Các bác thích chơi súp điện thì các bác cắm vào đây nhé. Đường digital in này, ao này. Đó, các bác có tivi, có cổng quang ao, tivi đời mới thì các bác cắm vào đây để nghe nhạc trực tiếp, không cần không mồi chứ. Đó, có giải mã nghe nhạc cho chất lượng âm thanh rất là hay. Hay hơn là những đường thông thường này nhé. Bác nghe radio FM thì các bác cắm anten vào đây. Đây là FM và đây là AM. Bắt rất tốt nhé. Em đã thử cắm cái sợi dây điện vào đây rồi. Tiếng bắt rất là nét. Đây là đường nai in. Phía dưới còn có những đường nữa đây, in out đây. Đó. Rất nhiều cổng cho các bác chơi nhá. Cái này hàng về vận chuyển thì nó có bị vỡ mấy cái lan nhựa đây này. Tuy nhiên là nó không quan trọng lắm. Bên trong này thì nó cũng chẳng có cái gì, nó chỉ có bảo vệ để chống sờ tay vào bên trong này thôi. Và đây là củ bát của loa Onkyo V77 đây các bác nhé. Nó từ bọc sắt chống nhiễu rất là lớn luôn. Malaysia. Bên trong có phân tần rất là chất lượng. Bộ phân tần này thì ngoài thị trường em thấy họ bán giá là 250 cái bộ phân tần này các bác nhé. Là cho chất âm nó nghe nó sạch hơn, rất là ấm tiếng. Và em sẽ test các chức năng như ở đĩa MD nhé. MD đây. Đó, MD đang đọc các bác nhé. Vì lý do bản quyền nên em không mở nhạc nhá. Bao cho các bác là đĩa MD vẫn đọc ok. Lách bài này. Xoáy cái này thì nó lách bài này. Đó. Rồi. Đấy. Để luôn đĩa đây. Bác nào mua thì em là tặng luôn cho bác đĩa về đi chơi nhá. Tiếp đến là CD này. CD này. Đó, hiển thị bài hát này. Tiếp đến này. Tắt tiếng. Nhạc có lời nên là rất dễ dính bản quyền. Đó. Lệch bài này. Ok.
Ok, tất cả chức năng vẫn còn hoạt động tốt các bác nhé. Vâng, bộ dàn V77 này giá thị trường là trên 2 triệu. Thì em sẽ để cho các bác bộ này với giá là chỉ có 2 triệu thôi. Đó, một bộ còn rất đẹp, nguyên bản, hoạt động tốt, các chức năng. Riêng cục âm đi này có giá cũng phải hơn 1 triệu nhé. Cả bộ để cho các bác 2 triệu và giá chưa bao gồm phí ship. Bác nào thấy được thì liên hệ cho Trường Phát theo số điện thoại 0935 668 698. Em ở Đông Anh, Hà Nội. Em ship hàng toàn quốc qua đường bưu điện khi có cọc. Xem kỹ trước khi liên hệ. Và xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video sau. Xin cảm ơn.